Những năm qua, công tác đoàn đội trong các nhà trường luôn được các cấp cán bộ đoàn quan tâm đẩy mạnh với nhiều hoạt động, nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, đội viên tham gia. Nhiều mô hình, hoạt động sáng tạo được triển khai, phong trào đoàn đội trong các trường học không chỉ tạo ra môi trường sinh hoạt, học tập, vui chơi lành mạnh mà còn hướng đến giáo dục toàn diện cho học sinh, thanh thiếu nhi, từ đó giúp các em rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ngay những ngày đầu tuần đầu khi học sinh quay trở lại trường học cùng với việc nhanh chóng ổn định nền nếp dạy học, các nhà trường cũng đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh để tạo không khí vui tươi phấn khởi cho các em học sinh nhân dịp đầu xuân năm mới. Với chủ điểm Mừng Đảng Mừng Xuân, trường tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang đã tổ chức hoạt động ngoại khóa với nhiều hoạt động rất sôi nổi, bổ ích và thu hút được sự tham gia đông đảo của các thầy cô giáo và các em học sinh. Theo các thầy cô giáo trong ban giám hiệu nhà trường cho biết, hoạt động ngoại khóa Mừng Đảng Mừng Xuân đã được nhà trường tổ chức và duy trì trong nhiều năm nay, luôn được các thầy cô giáo và các em học sinh tham gia rất sôi nổi. Ngày hôm nay đây là cái chủ điểm Mừng Đảng Mừng Xuân, một cái chủ điểm rất là quan trọng đối với một mùa xuân và mừng Đảng Quang Vinh, mừng đất nước nổi mới. Thì trong cái hoạt động này thì cái mục đích nhà trường là giáo dục cho các em đạo đức, biết yêu thương các bạn bè, biết thực hiện tốt cái nhiệm vụ của người học sinh. Và thứ hai nữa là cũng hiểu thêm về bản sắc văn hóa dân tộc của người Việt Nam, đặc biệt là những dân tộc đang sinh sống ở trên Hà Giang qua những cái sân khấu hóa, cái màn các em thi trang phục. Những bài hát về mùa xuân, ca ngợi Đảng, Quang Vinh, Bác Hồ kính yêu, mừng đất nước đổi mới là chủ đề xuyên suốt trong buổi ngoại khóa. Tất cả các tiết mục đều được các thầy cô giáo và các em học sinh chuẩn bị một cách chu đáo với mong muốn sẽ đem sắc xuân đến với mọi người, tạo không khí thi đua sôi nổi, vui tươi, phấn khởi ngay từ đầu năm mới trong toàn trường. Thực sự là hôm nay cháu cảm thấy rất là vui và trước khi được những tiết mục như này là cháu và các bạn đã cùng nhau tập luyện chăm chỉ để có thể có được một tiết mục như hôm nay. Thật chất là bọn cháu không muốn có được thưởng gì, nhưng bọn cháu muốn là hôm nay có thể mang cho các bạn học sinh của trường tiểu học Nguyễn Trãi một buổi ngoại khóa thật là vui vẻ để có thể giải tỏa căng thẳng. Để cho các em học sinh sẽ hiểu hơn về chủ điểm về mùa xuân thì các em sẽ được tiếp cận với lại cái chủ điểm đầu tiên của một năm mới, đó là chủ điểm Mừng Đảng Mừng Xuân. Và để chuẩn bị cho cái nội dung này thì tất cả các em học sinh của khối lớp 5 đã có sự chuẩn bị rất là chu đáo về tập luyện các cái tiết mục văn nghệ cũng như là cái nội dung của mình thể hiện ở trên hoạt động để cho các bạn ở trong nhà trường hiểu hơn về cái chủ điểm Mừng Đảng Mừng Xuân và thêm yêu hơn quê hương đất nước của mình. Công tác đoàn đội trong trường học có vai trò quan trọng trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, trang bị kỹ năng cho thanh thiếu niên nhi đồng. Những năm qua, công tác đoàn đội trong trường học đã được ngành giáo dục và đào tạo và các cấp bộ đoàn trong tỉnh đặc biệt quan tâm, chú trọng thực hiện đổi mới và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Các nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực thu hút học sinh. Các trường quan tâm, hỗ trợ về kinh phí hoạt động, bố trí sắp xếp những cán bộ có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm tham gia công tác đoàn đội trong trường học. Các nhà trường chỉ đạo cán bộ phụ trách đội và ban chỉ huy liên đội đổi mới, đa dạng các hoạt động, góp phần thúc đẩy phong trào học tập, rèn luyện của thiếu nhi. Bên cạnh để phát triển cái năng lực toàn diện cho học sinh ấy, thì nhà trường rất là chú trọng đối với cái công tác đoàn đội trong nhà trường, đặc biệt là các hoạt động ngoại khóa đối với lại nhà trường vào các giờ ra chơi. Thì đồng chí tổng phụ trách đội đã có cái kế hoạch rất là cụ thể theo từng ngày trong tuần, ngoài những cái bài tập thể dục nhằm nâng cao sức khỏe, dẻo dai, tạo cái tinh thần vui vẻ cho học sinh, thì sau cái nội dung tập thể dục thì các em đã được tham gia vào các hoạt động tập thể như là đọc sách truyện tại các khu thư viện ngoài trời nhà trường. Công tác tuyên truyền giáo dục lý tưởng được triển khai đồng bộ, giáo dục cho thiếu nhi về truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam thông qua các phong trào, các cuộc thi như phong trào thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, nghìn việc tốt, giúp bạn đến trường,
các liên đội trường học còn tham gia rèn luyện ý thức, tác phong cho thiếu nhi thông qua việc thực hiện nghiêm chỉnh nghi thức đội, nền nếp học đường, tổ chức các hoạt động giáo dục ý thức, chấp hành kỷ cương pháp luật cho thiếu nhi, đặc biệt là pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Xây dựng và duy trì các mô hình hoạt động cổng trường an toàn giao thông, chú trọng nhắc nhở thiếu nhi thực hiện nghiêm nền nếp học đường, giữ kỷ luật trong giờ học, trung thực trong thi cử. Hoạt động giờ ra chơi, trải nghiệm sáng tạo cũng được các liên đội triển khai hiệu quả với nhiều hoạt động tập thể và hoạt động theo nhóm vui tươi bổ ích như đọc sách, đọc truyện tại thư viện, múa hát tập thể tại sân trường, đánh bóng rổ, đá cầu, chơi cờ vua, nhảy dân vũ, các trò chơi dân gian như chơi ô ăn quan, nhảy dây. Qua các hoạt động trải nghiệm vui chơi, tạo cho các em học sinh những giây phút thư thái, tâm trạng sảng khoái để bước vào những giờ học tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả hơn. Ở trường cháu tham gia rất là nhiều các hoạt động tập thể với thầy cô và các bạn. Trong đó thì cháu rất là thích bộ môn cờ vua, vì cờ vua giúp phát triển trí tuệ, giúp mình nhớ được lâu hơn và cũng giúp chúng ta tăng cường trí tuệ. Cháu còn yêu thích bộ môn cầu lông ạ. Vì sao nhỉ? Vì cầu lông giúp phát triển thể chất và mỗi khi chơi xong cháu cảm thấy rất là thoải mái ạ. Liên đội các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố đều đã trang bị tủ sách măng non, xây dựng thư viện thân thiện, thư viện xanh, phong trào uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, đi tìm địa chỉ đỏ cũng được các liên đội duy trì thường xuyên bằng nhiều hoạt động thiết thực. 100% các liên đội trường học duy trì hoạt động của các đội tuyên truyền măng non, đội sao đỏ. Các hoạt động công tác đội thiết thực đã góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục, giúp học sinh hoàn thiện nhân cách, nuôi dưỡng ước mơ trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, tạo môi trường thuận lợi để các em phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cháu, thưa chú là cháu năm nay là lớp 5 rồi ạ, và cháu là 4 năm là đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ. Để có được danh hiệu, cháu chăm chỉ học bài và lên lớp nghe giảng thầy cô giáo. Cháu sẽ cố gắng học tập thật tốt để đạt được thêm một danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ nữa. Hoạt động ngoại khóa 20 tháng 11, Tết yêu thương và rất là nhiều, như là mùng 1 tháng 6, Tết thiếu nhi. Và qua những cái hoạt động đấy thì giúp ích cho em được là em sẽ cảm nhận được những cái thú vị và những cái hữu ích ở trong sinh hoạt đó. Và nhờ đó và em có thể tiếp thu được thêm những cái kiến thức và những cái điều hay từ những cái buổi sinh hoạt đó. Có thể nhận thấy thời gian qua công tác đoàn đội trong trường học trên địa bàn toàn tỉnh nói chung và địa bàn thành phố nói riêng luôn nhận được sự quan tâm, sự phối hợp chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống luôn được đổi mới về nội dung và hình thức để phù hợp với tâm lý lứa tuổi của học sinh. Hội đồng đội các cấp đã tổ chức các phong trào thiết thực, sân chơi kỹ năng cho thiếu nhi, triển khai các công trình, phần việc măng non, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đối với các trường khối trung học phổ thông, Ban chấp hành đoàn trường đã tích cực triển khai nhiều giải pháp thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia phong trào đoàn bằng nhiều việc làm thiết thực và ý nghĩa. Thành đoàn Hà Giang đã chủ động phối hợp xây dựng chương trình phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố để nhằm là thuận tiện hơn và cũng như là thuận lợi trong công tác là chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đổi mới công tác đoàn đội trường học tại các liên đội. Thì qua quá trình mà tổ chức triển khai thực hiện thì chúng tôi tập trung vào các hoạt động giáo dục đạo đức lối sống, các hoạt động nâng cao năng lực kỹ năng cho đoàn viên thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn thành phố Hà Giang. Và qua quá trình đổi mới này thì các đoàn trường, các liên đội đã trong năm sẽ chủ động xây dựng cái kế hoạch thực hiện sinh hoạt theo chủ điểm, chủ đề theo hàng tuần, đồng thời là tổ chức các cái hoạt động lớn nhỏ và phấn đấu là mỗi tuần có một cái hoạt động chung để làm sao mà nâng cao cái năng lực hội nhập cho các em, gia tăng cái khả năng các cái kỹ năng mềm cho đoàn viên, đội viên và thanh thiếu niên nhi đồng. Một buổi sinh hoạt chuyên đề của chi đoàn 12 Anh trường Trung học phổ thông chuyên Hà Giang. Tất cả mọi thông tin về hoạt động của đoàn cấp trên đều được truyền tải đầy đủ tới tất cả các đồng chí đoàn viên trong chi đoàn. Kế hoạch hoạt động của chi đoàn trong tuần, trong tháng cũng được cụ thể hóa. Việc phân công trách nhiệm cho từng cá nhân cũng rất chi tiết. Sau phần phổ biến kế hoạch của Ban chấp hành chi đoàn, tất cả các đoàn viên đều phát biểu ý kiến thảo luận, đồng thời đưa ra những giải pháp và cách thức thực hiện sao cho phù hợp,
hiệu quả nhất. Trong đó, kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2023 được nhiều đoàn viên tham gia phát biểu, nhất là ở nội dung thành lập đội thi Hội thi dân vũ Flash Mode được bàn thảo rất sôi nổi. Ngay từ đầu năm thì các chi đoàn đã được ban chấp hành đoàn trường hướng dẫn cụ thể và chỉ đạo về từng chi đoàn về cách sinh hoạt đoàn theo hàng tháng, theo từng chủ đề. Ví dụ như chủ đề của tháng này là thanh niên tiến bước lên đoàn để kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Việt Nam. Và trong từng buổi sinh hoạt thì bọn em sẽ lồng ghép rất nhiều cái nội dung. Đầu tiên sẽ là tuyên truyền, các cái vấn đề tuyên truyền về theo từng chủ đề mà đoàn trường đã phân bố từ đầu năm. Và hơn thế nữa là bọn em sẽ có những cái nhìn lại, tổng hợp lại cả một tháng hoạt động của đoàn viên trong chi đoàn, nêu lên các ưu điểm, khuyết điểm để cho các bạn cùng cố gắng và tiến lên, cùng cố gắng và trở thành những người thanh niên ưu tú. Để các hoạt động ngoại khóa của chi đoàn thì ở lớp các lớp thì thường hoạt động, tổ chức các hoạt động sinh hoạt thường niên tại các giờ sinh hoạt, cũng như là đoàn trường đã tổ chức những buổi sinh hoạt ở trên hội trường cũng ở dưới sân trường theo các chủ đề để có thể nâng cao kỹ năng của các học sinh trong những chủ đề hàng tuần, hàng tháng đó. Ngoài ra, trong tháng 3 sắp tới để kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thì đoàn trường cũng đã tổ chức những chuỗi hoạt động như là giải thể thao truyền thống, thi đua theo các lớp và cũng như là chương trình nhảy dân vũ và chương trình hội trại để có thể nâng cao tinh thần đoàn kết, thi đua ra sức học tập giữa các học sinh và giữa các lớp trong đoàn nhà trường. Nhằm giúp học sinh phát triển toàn diện, cùng với việc dạy học văn hóa, hàng năm ban chấp hành các đoàn trường phát động và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, tổ chức các cuộc thi do ngành và các cấp bộ đoàn phát động như học sinh tài năng thanh lịch. Ngoài ra, đoàn trường còn thường xuyên tổ chức hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường dưới hình thức sân khấu hóa, phát động sâu rộng phong trào hoa điểm 10 với sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo đoàn viên thanh niên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Ngay từ đầu năm học thì khi mà nhận được sự nhất trí của chi bộ, ban giám hiệu nhà trường thì đoàn trường đã triển khai tới các chi đoàn cái hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn theo chủ điểm của từng tháng. Và trong mỗi buổi sinh hoạt chi đoàn thì đoàn trường cũng chỉ đạo các chi đoàn là thay đổi mới các hoạt động trong sinh hoạt chi đoàn. Và ngoài ra thì đoàn trường có tổ chức các hoạt động lớn theo từng chủ điểm và theo từng ngày lễ lớn. Ví dụ ngày 20 tháng 11 thì tổ chức các hoạt động sáng tạo liên quan tới cái chủ đề học tập, ví dụ như hoạt động rung chuông vàng, rồi tổ chức các hoạt động trải nghiệm hướng về cội nguồn nhân ngày 22 tháng 12 và hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Thì đoàn trường có các hoạt động lớn như là tổ chức hội thi dân vũ, tổ chức hội trại sáng tạo thanh niên, trong đó lồng ghép giáo dục kỹ năng sống về truyền thống với các trò chơi dân gian, cũng như là các tổ chức các hoạt động hỗ trợ để học sinh có thể là phát triển được những kỹ năng mềm. Thực tế cho thấy, phong trào đoàn trong trường học không chỉ tạo ra sân chơi an toàn, bổ ích, góp phần nâng cao kỹ năng sống, trang bị cho đoàn viên thanh niên, đội viên nền tảng kiến thức vững vàng, kỹ năng sống thiết thực trong học tập và cuộc sống, mà còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong mỗi nhà trường. Từ kết quả đạt được trong thời gian tới, các cấp bộ đoàn xác định tiếp tục mở rộng về quy mô, đa dạng về hình thức hoạt động đoàn, đội trong các nhà trường, đáp ứng nhu cầu của đoàn viên thanh niên, đội viên cũng như nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong giai đoạn mới. Cùng với đó, không ngừng đổi mới mạnh mẽ nội dung hoạt động, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong hoạt động dạy và học, trong giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống để mỗi đoàn viên thanh niên, đội viên luôn có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, phấn đấu học tập, rèn luyện vì ngày mai lập thân lập nghiệp, xây dựng quê hương Hà Giang ngày càng giàu mạnh.